Khoe mọi người tí nhá. Đây, bộ sưu tập của tôi đây. Bộ này là bộ có từ thời bao cấp đây? Bộ lâu nhất của tôi là năm 1964 đấy. Đây. Đấy. Ngành bưu chính viễn thông của chúng ta đấy. Đây. Bộ tượng Phật đây. Thằng lằn đây. Các bạn thấy hay chưa? Công nghệ đây. Thấy cổ chưa? Đấy, từ thời còn 50 xu một cái tem cơ. Này là lúc tiêu tiền xu chứ không phải tiêu tiền hào nữa, tiêu tiền xu có 50 xu một cái tem thôi. Chú mèo xinh xắn. Đấy, lịch sử đánh đánh Mỹ đây. Bốn nghìn máy bay đấy, Hiệp định Paris đây. Lăng Bác đây. Học trò của Lenin đấy. Bác tưới cây vú sữa đây này. Vũ trụ đây. Các nhà khoa học đã nghiên cứu từ bao nhiêu năm nay rồi đấy. Thời này chỉ có 12 xu một tem thôi nhé. Tiền giá trị lắm đấy. Tiền giá trị gấp bao nhiêu lần bây giờ?
Tôi bảo rằng ngày xưa khổ nhưng mà đồng tiền nó giá trị. Chứ còn bây giờ các bạn có tiền tỷ thì cũng chỉ chưa mua nổi một căn nhà. Các cô gái dân tộc đây. Đấy, bưu chính viễn thông đấy. Bức này cổ chưa? 12 xu. Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có 12 xu một chiếc tem thôi. Cổ chưa? Rách một tí thôi. Đấy, đây bưu bưu chính viễn thông đây. Ngành bưu điện đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đã có mạch điện tử rồi đấy. Đây nữa. Nhiều lắm. Bộ sưu tầm này có rất nhiều, đầy đủ luôn, thời nào cũng có. Động vật đây. Hai mươi xu, ba mươi xu rồi. Mười hai xu rồi. Cuba vĩ đại của ta đây. Việt Nam Cuba đấy. Người thầy vĩ đại của Bác Hồ đây. Nước này bây giờ sang NATO mất rồi. Vũ trụ đây các bạn ơi. Thiên đường của bầu trời.
thể thao nhá. Đấy, ngày xưa đấy, nhìn thấy thể thao đấy, người ta lành mạnh lắm. Chứ không như thể thao bây giờ đâu. Cuba, bộ sưu tầm thể thao của Cuba đây. Người anh em máu mủ của Việt Nam đây. Người ta sẵn sàng hiến cả máu đấy. Cảnh quan đây, Hạ Long đây. Núi Cánh Gà đây, đẹp chưa? Sơn thủy hữu tình, non nước. Hạ Long bay đấy. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1964 đấy. Tổng Bí Thư. Những người công nhân ngày xưa đây. Họ cần cù chịu khó lắm. Người nông dân đây. Chiếc xe tăng đã lao vào Dinh Độc Lập đây. Ngàn máy bay Mỹ mà bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc đấy. Cổ chưa? Bộ rước trống này cổ chưa? Những con tàu cổ điển đây chạy bằng than. Lúc bấy giờ là tàu chỉ có chạy bằng than thôi.
xong sang đến động cơ hơi nước. Bộ hoa đẹp chưa? Đẹp hơn cả lan đột biến bây giờ. Nhà rông kia đấy, nhà rông này mới là nhà rông đi nhá, đúng nhà rông luôn. Những con thuyền vượt biển đấy. Bonsai đẹp chưa? Bonsai đẹp chưa? Các cây này bây giờ đi đâu hết rồi đấy. Nấm này ngày xưa họ sưu tầm rất là nhiều thứ quý giá mà bây giờ chúng mình bây giờ mới biết. Đấy, thế là hết rồi.